Rạng sáng nay ngày 3 tháng 9, một thanh niên đã đột nhập vào một quán cắt tóc tại tỉnh Bình Dương để trộm đồ thì bị phát hiện. Để đối phó thì nam thanh niên này đã mở van bình ga, dọa cho nổ và cố thủ suốt 5 tiếng đồng hồ trước khi bị bắt giữ. Sự việc được xảy ra vào khoảng 4 giờ tại khu dân cư 434, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhiều người dân sống sát tiệm cắt tóc Ngọc Huyền phát hiện trên mái nhà có tiếng động lớn. Nghi có trộm đột nhập, mọi người đã truy hô và báo lên chính quyền địa phương. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường và kêu gọi kẻ trộm ra ngoài, nam thanh niên đã bất hợp tác và mở van bình ga cố thủ bên trong, dọa cho nổ. Phải đến hơn 9 giờ sáng, nam thanh niên mới chịu ra ngoài và khai tên Lê Văn Vinh, 23 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Ngay sau đó, kẻ trộm được đưa về công an phường Bình Hòa làm việc. Chủ nhà cho biết kẻ trộm đã đột nhập và đưa được một laptop và camera lên trên mái nhà, tuy nhiên chưa kịp đem đi thì bị người dân phát hiện.